Hey, xin chào tất cả người và xin chúc anh em có một buổi tối thật là vui vẻ bên gia đình và người thân. Đó, hôm nay thì mình sẽ làm một clip rất đặc biệt giải trí cho anh em vào những cái buổi tối như thế này. Tại vì sao? Một ngày làm việc và học tập của anh em rất căng thẳng đó. Vậy nên là mình sẽ làm một clip vui để anh em có thể là tận hưởng được những cái phút giây buổi tối thư giãn nha. Và hy vọng rằng anh em nhớ để lại cho mình một like, một đăng ký kênh, một chia sẻ video. Trong video lần này thì anh em thể nhìn thấy qua team mình đang có một đội hình team DC. Và cái đội hình như thế này thì 3 tháng trước mình đã làm clip rồi. Nhưng mà đến thời điểm tại là sau 3 tháng thì ôn lại kỷ niệm một chút. Một cái team mà rất đắt giá của Linh Global, những cái vị tướng đều có giá trị rất đắt. Và đây là một trong những cái vị tướng cực kỳ mạnh nha. Đó, không bao giờ lỗi thời đâu anh em ơi. Đó, có sự xuất hiện từ Batman, Wonder Woman. Đấy, tiếp tục là Joker, The Flash với là Superman. Ok, và trong trận đấu này thì tất nhiên là mình sẽ không để lại trang bị rồi. Batman thì mình đã làm trong mùa 7 rất nhiều. Và kèm theo hiện tại thì làm clip vui thôi anh em, trôn thôi. Chả có gì gọi là thử thách cao, và nên là mình sẽ không để lại trang bị nha. Những cái clip nào về leo danh thì mình mới để lại trang bị. Thôi, từ từ nào. Thật ra để mà anh em thể nhìn thấy qua là nếu mà đội hình như thế này mà mang vào đấu danh thì đặc biệt là danh kim cương với danh cao thủ thì rất là khó để có thể là pick được. Để pick được tướng hoàn chỉnh của vị tướng DC, một team DC như thế này rất là khó. Vậy nên là anh em thông cảm hiểu giúp mình nha. Ok, và sẽ có mạng đầu tiên này. Chết chắc rồi còn nữa. Đó, chiến công đầu, trời đất ơi, rất thơm. Kim chương Batman, cẩn thận nha. Hiện tại thì mình cảm ơn anh em trong clan đã hỗ trợ mình để có thể là chọn lọc được ra những cái vị tướng DC như thế này. Chứ còn một mình đã nói rồi, để mà làm được những cái video như thế này thì chơi một trận đấu thì chắc chắn anh em một điều không bao giờ trùng hợp gặp được những vị tướng DC khác. Vậy nên cái này phải anh em có thể mời bạn bè hoặc người thân anh em trong clan để có thể tạo ra như thế này, để xem là cái cảm giác khi mà gọi là xem cái cảm xúc của đối phương khi mà nhìn thấy một team DC sẽ ra sao. Trời ơi, mất bùa xanh rồi. Vừa xong mình pick nhưng mà không ai ra hỗ trợ luôn. Thổi biến ngay mà. Nào có đốt trộm cắp nhanh quá. Trời ơi, chưa gì tôi bị mất con bùa xanh. Cuộc đời của tôi thật là tối tăm mà. Ok, chơi Batman mà. Việc khả năng tàng hình đúng thật là rất tối tăm. Cẩn thận nha. Không sao cả. Và trong trận đấu này, team bạn có một đội hình rất trôn game anh em thể nhìn qua. Đúng thật là một trận đấu rất thú vị. Ok, mình sẽ chăm sóc đặc biệt cho Iluma. Bạn hơi sai rồi, mình rất thích gái nha. Ok, đặc biệt là gái xinh. Xong, Iluma đã phải lên bảng điểm số. Hiện tại thì anh em thể nhìn thấy qua là có Iluma này, có cả Rat, thêm cả Natalia. Trời ơi, cái tên nó dài quá, mình đọc hơi bị sai, hơi bị nhầm lẫn. Hy vọng rằng anh em đừng bắt bẻ. Ok, đấy là một trong những cái vị ba vị tướng pháp sư máu rất giấy. Và Batman thích cái điều này. Batman thích những vị tướng máu giấy để có thể kết liễu đối phương trong đúng trọn vẹn một combo. Một combo duy nhất để có thể là đạt được cái gọi là những cái mạng hạ gục. Ok, đấy Nagroth này. Nó cướp sạch hết rừng của tôi rồi. Thật sự là cướp trắng trợn giữa ban ngày ban mặt. Bạn chưa xin phép mình gì cả, bạn đã sang cướp rừng mình rồi. Chán lắm cơ, mặc dù là mình là chủ nhà mà, mình là chủ rừng mà. Thôi đúng là lâm tặc có khác. Ok, mình sẽ sử dụng kỹ năng này. Rồi, xác định nha. Chết đi còn gì nữa. Ba mạng hạ gục rồi. Thật ra anh em biết là tướng mạnh, thế nên là trị giá tiền thì rất là đắt. Mà những cái vị tướng mạnh như này thì kết hợp trong trận đấu sẽ ra sao? Đầu game thì rất mạnh, em thể nhìn được qua. Nhưng mà hiện tại thì team bạn đánh cũng ngang ngửa 4-3 rồi chứ mấy. Team bạn là chôn game nha, một đội hình chôn game đánh với một đội hình chuẩn của DC. Khi mà có xạ thủ đến từ xạ thủ đến từ vị tướng Joker, tiếp tục là sát thủ Batman, pháp sư The Flash, anh em thể nhìn thấy Wonder Woman đỡ đòn. Và kể cả ôi trời ơi anh trai. Định sát cướp bùa của mình nhưng mà mình ăn trước rồi. Ok, mình sẽ chăm sóc đặc biệt cho Iruma, nữ hoàng của chúng ta. Thật sự là mình rất thích cô nàng này luôn đó. Máu thì giấy mà rất dễ thịt anh em ơi. Đấy, thịt gái xinh vào như thế này. Sử dụng bộ kỹ năng em đã có một trọn vẹn trọn vẹn một cô nàng rất xinh đẹp trong tay rồi. Đấy. Trời ơi, Donald Cross này. Vào luôn bạn ơi. Trời ơi, nó khỏe vậy, nó có bộ đỏ kìa. Level 70, level 9 bây giờ mình để ý này. Thôi sai, hơi sai. Sao mình thoát thế nhở? Mặc dù là đều là hai người đi rừng, sao mình thoát thế nhở? Nacross hình như farm nhiều quá thì phải. Level 9 mình mới level 7 thôi. Kể cả Nacross à. Rồi Joker mới level 7. Trời đất ơi, sao nó hơn mình mấy level liền. Chắc là farm nhiều quá. Ok, chắc là có lẽ mình sẽ phải tập trung gặp ngay biệt đội DC. Đó, đúng chưa? Hiểu cảm giác của đối phương như thế nào. Ok, chắc là có lẽ mình sẽ tập trung farm thôi. Chứ còn tình hình như này không được rồi. Rồng thì cũng không ăn được luôn. Để cho đối phương dừng team bạn xanh quá. Dừng team bạn là còn hơn level nữa. Thẳng là mình solo không lại. Không để ý cái điều đó. Ok, tàng hình vào trong màn đêm và chăm sóc đặc biệt cho những cô nàng xinh đẹp như là Natalia Tùng Sơn. Quý cô thì tề. Đâu rồi?
Đấy nha, cẩn thận nha, mình sẽ núp bụi chơi Batman mà. Một phong cách đó. Trời ơi, anh em được lựa chọn gái xinh để có thể tấn công. Biến mình vào trong cái màn đêm đen tối để làm những chuyện bậy bạ khi mà chơi Batman. Ok, có hai cô nàng gái xinh này. Ok, mình ném ra này. Trời ơi, yêu anh không? Yêu anh không nói một lời đi nào. Sao nha, lên bảng. Trời ơi, mình lại bị dính chiêu cuối. Từ từ, không chơi được. Chúng ta cứ từ từ thôi các bạn. Các bạn để hết cho mình xử cho. Mình xử như bạn gái cho. Đó, chơi Batman anh em ơi. Tàng hình vào màn đêm đen tối và trong trận đấu này rất đặc biệt. Rất là may mắn khi mà mình không gặp vị tướng Lindy. Chứ không mà vớ vẩn với Lindy nó bật luôn cái nhìn thấy tàng hình thì chắc chắn là mình phế trong trận đấu. Trời ơi, làm gì vậy? Bạn này bạn ép trụ ghê quá. Đã có lúc này, múa này. Múa đi. Nhảy nào. Tăng. Ok, một mạng. Tăng. Hiện tại thì mình ăn 5 mạng rồi. Chết 1 và hỗ trợ 3. Có vẻ là team mình không đẩy trụ được thì phải, anh em thử nhìn được qua. Đó là chưa lấy được cái trụ đã. Lại gái. dại gái. Đấy, team bạn thì mình chưa lấy được một cái trụ nào luôn, anh em thể nhìn thấy nha. Ba cái trụ vẫn còn nguyên màu kìa. Trời đất ơi, căng quá. Rồi, lại bị cướp mất nhện rồi, đúng thật là toàn trộm cướp thôi. Lâm tặc kinh quá đi. Giữa ban ngày ban mặt trời. Mấy thanh niên là phũ phàng vậy. Người ta chiếm lấy nhau, phải chiếm ban đêm, ai chiếm ban ngày, băng hẳn trụ thì sống sao được. Đây này. Đây, bỏ qua đi. Đây này, chơi quyền vương thôi, mình ném xịt mất rồi. Đáng ra ném nếu phi tiêu chúng thì chắc chắn mình sẽ làm choáng được rồi và sẽ có mạng. Thật sự team bạn một đội hình rất là lắm đâu. Một trong những đội hình khá giấy, từ Van Hên rồi Quyền Vương, Natalia rồi Illumia. Đấy nhá, xử lý cô nàng này bắt 3 bắt 4. Ôi, lộ rồi, không được rồi, không ổn. Trời đất ơi, anh em đừng có thắc mắc tại sao là trong trận đấu này mình chăm sóc đặc biệt cho cô nàng này, tại vì là có vẻ đẹp xinh đẹp quá. Gái xinh là chúng ta phải chăm sóc đặc biệt, đừng có nên bỏ rơi. Đó. Này thì cô đơn đấy nhá, cô đơn quá, để chăm sóc đặc biệt. Chết nữa rồi. Thật ra thì với vị tướng Iruva máu thì giấy, nên là mình thích bắt hơn những vị tướng khác. Như còn Nagros trong trận đấu này thì máu rất, không phải máu mà gọi là rất là cơ động, kể cả mình bắt thì rất là khó. Cẩn thận đi. Rồi, ok, mình sẽ bật chiêu cuối vào quẩy giữa này. Hay quá, Superman đẩy được rồi. Ném phi tiêu ra và anh em sau đó sử dụng chiêu cuối. Trời ơi, chạy đâu được, chạy đâu bạn ơi, một mạng. Cẩn thận nha, Nagros đằng sau này. Chúng ta sẽ hiếp dâm luôn. Rồi, chết nha, thôi. Té mệnh anh để lo thôi. Superman ạ, chúng ta chia tay nhau tại đây. Rồi, và Superman cũng chưa bị chết. Đó, vẫn chưa bị chết nha. Nói chung thì những cái clip buổi tối như thế này mình cũng không muốn căng thẳng vào trận đấu danh làm gì cả. Đó. Thật ra thì đấu danh nhiều cũng chán. Một ngày mình đăng hai clip đấu danh rồi. Những buổi tối như thế này mình sẽ dành thời gian để đầu tư vào những clip giải trí cho anh em. Mặc dù là nó không được căng thẳng. Tất nhiên là không căng thẳng rồi, giải trí mà, việc gì phải căng thẳng đâu. Thú vị đó. Và hy vọng rằng anh em luôn ủng hộ mình và nhớ like, đăng ký kênh giúp mình nha, kèm theo điểm danh dưới phần bình luận nha. Ok, hiện tại mình đang đắm say chìm mình vào màn đêm đen tối. Natalia, ô tôi không được rồi, gặp ngay Nagros thế này. Chán thật, đang bị bắt lẹ đây chứ đâu. Đấy, cô gái xinh đẹp này, chúng ta sẽ chơi dạo. Đấy, vừa xong thì chơi được Iruma, bây giờ đến Natalia. Trong trận đấu này có mỗi hai cô nàng thôi, có mỗi hai người con gái đó bạn. Đó là hai vị tướng pháp sư kia, còn Quyền Vương thì thôi mình ngán ngẩm lắm. Mình chỉ chăm sóc đặc biệt cho gái thôi anh em ơi. Đây tới luôn nha. Lại chìm đắm vào màn đêm đen tối này. Tiếp tục anh em sẽ tìm thấy đây rồi, đúng như mình mong muốn đấy chứ đâu, chết đi còn gì nữa. Con siêu máu kia. Trời ơi, ai đó chọc mù mắt tôi đi. Con siêu máu tôi không giết được kìa, thật sự rất đáng tiếc nha. Đâu sao cả, mình sẽ bình tĩnh và kiểm soát lại trận đấu, kiểm soát lại bản thân. Kinh công ha, từ. Chưa kinh công được. Thôi, nó đẩy lính cao vậy. Trời ơi, khu vực đừng kinh công, team mình kìa, nát tươm rồi. Ok, bây giờ mình sẽ cố gắng ra thủ trụ đây, ném chiêu 2 trước và sử dụng chiêu cuối bay vào đây. Tiếp tục, rồi ơi, một mạng. Thật sự là rất khó bắt Nagros, chạy rất nhanh, rất là nhiệt. Đó, đuổi đi. Chúng ta phải, không được rồi. Múa nhiều, hiện tại thì bạn đang bị truy nã. Đứng lại nào, bạn đang bị truy nã. Rồi, không bắt được luôn, xây đầu hàng vậy. Tới liền. Đầy nha, dính đi còn gì nữa, chết nha, chết chắc rồi. Đó, chạy làm sao được. Khổ quá, bạn chạy được một lần thôi là chạy làm sao được, rất nhiều, rất đông đồng đội của mình ra hỗ trợ. Một mình thật sự là mình không đuổi được bạn, nhưng mà khi mà một cây làm chẳng nên non mà.
nhiều cây trụm lại sẽ lên hẳn hòn núi cao. Ok, chúng ta tiến hành kinh công nha. Kinh công luôn nào. Ăn nhanh, thôi, bỏ. Chiến thuật bỏ kinh công thôi, bỏ thôi. Người ta gọi là khó quá bỏ qua, chứ đừng có khó quá mà cố làm gì. Không cố được, đừng có cố. Cố quá thành quá cố đấy. Ok, thử xuyên phá này. Vạch máu của mình rất là, anh em thì nhìn thấy rất là giấy, tại vì mình không lên cái dìu Leviathan, mình đã đổi phong cách lên đồ đó là kiếm truy hồn. Dìu thì mình thấy là mình cảm thấy là khi mà mình tàng hình mà mình kích hoạt được cái dìu đấy thì nó sẽ có cái lửa xung quanh người, sau đó sẽ bị phát hiện tàng hình. Vậy nên mình sẽ không chọn cái cách trang bị đấy nữa. Trời ơi, bắt lẻ nhanh, còn kịp nhanh, còn kịp. Đây chứ đâu. Ôi, bài cứu. Chiều cuối, ok một mạng. Rồi nha, chúng ta cẩn thận một chút. mình từ đầu bây giờ mình không để ý Iluma ở đâu nữa rồi nhỉ. Trời ơi, mình chăm sóc nuôi nấng từ bé đến giờ, bây giờ đến giờ thịt rồi mà không thấy đâu cả. Ok nè, có đốt bay qua rồng, biết ngay mà. Rồi, không vớ được kìa. Mình ném xịt. Đen thật. Không đuổi được rồi, thử xem nha. Chúng ta đang tàng hình, đang lặn mình mà. Không có luôn anh em ơi, đây Iluma kia. Ui, cả hai cô nàng đi dí sát vào nhau kìa. Làm sao đập được double kill thì mới đẹp, tuyệt vời. Ai núp vào đây này. Đây, có lẽ mình sẽ núp vào trong bụi này, Van Halen kiểu gì đi qua đây. Đàn bắt được tình hình biết ngay mà. Này thì đại công tước này, đại công tước lên bảng đi còn gì nữa. Xong, chết nha bạn ơi. Đó, người ta gọi là đi lạc đường lạc lối. Ok, hiện tại mình ăn 10 mạng rồi, chết 1 và hỗ trợ 8. Rất là xanh. Đấy, chuẩn biệt đội DC anh em ơi. Team siêu nhân. hiện tại thì trong trận đấu này thật ra thì không phải là team siêu nhân, khi mà Joker chúng ta hơi bị lạc loài một chút, nhưng mà dù sao thì cũng là thuộc DC rồi, DC Comics. Vậy nên là mình cũng cho vào đội hình luôn, tại vì sao chúng ta không thể tìm được một vị tướng nào thay thế được Joker nữa. Bắt luôn, chết chắc nha bạn ơi, mình làm tráng mạng. Thôi, nó một chiêu cuối là nó có thể nhưng mà dù sao mình cũng gắn cái ấy lên rồi mà, thấy chưa, gắn ghim lên người làm sao sống nổi. 24-13 hết sạch mana. 24-13 hết sạch mana. Nghe có vẻ vần, nhưng hiện tại thì Natalia này, mình hết sạch mana rồi, đen quá. Bật chiêu cuối giờ là hết mana này. Trời, đây là bật chiêu cuối nha. Biết ngay mà, bây giờ thì đánh đấm cái gì hết mana. Tôi bỏ đi. Hết mana vào chỉ sợ. Gà cái thủ cái. Đúng rồi, mình có cái gì đâu. Khổ quá, mình đánh gà mà. Mình có thì như mình có vẻ là thần thánh gì đâu. Bạn Nacrot nói đúng đó. Các bạn nhìn mình như bình thường thôi, chứ còn thật ra mình cũng bình thường mà. Rồi, cẩn thận đi. Bây giờ chúng ta sẽ cần phải đi bắt lẻ tiếp nha. Mình thật sự là mình không muốn kết thúc trận đấu này lâu. À, không muốn kết thúc trận đấu này sớm. Chỉ đi bắt lẻ thôi này, gái thế này. Lao vào. Trời đất ơi, thôi mình không chế. Thôi, xong rồi, đúng thật. Cái kiểu là dạy gái anh em ơi. Thanh niên là dạy gái là biết ngay sấp mặt. Đây là toàn sẽ kéo thêm cả đồng đội mình chết theo. Kéo thêm cả đồng đội chết luôn này. Sai quá sai. Chỉ một phút bốc đồng là cả đời bốc .. Đúng thật, một phút bốc đồng, cả đời bốc .. Trời ơi, mình không tiện nói ra. Hy vọng rằng anh em cũng đừng nói ra. Thôi về đi, có lẽ là team mình đang tan tác rồi anh em ơi. Team DC đang bị lật kèo và đang bị hủy diệt lại. Nacrot team bạn đánh cũng khá hay. Xong rồi, sấp mặt rồi. Trận này có vẻ căng nha. Thật ra team mình cũng đỡ, có đỡ đòn ấy, nhưng mà do là combat tầm combat lẻ thôi. Đấy là do mình thì kiểu thích đi lẻ để có thể bắt lẻ mà. Nhưng mà thật sự là cái phương pháp này
Combat nào, về nhanh The Flash ơi. Thật sự là mình không thể cứu được bạn. Mình không cứu được luôn. Trời ơi, xin lỗi bạn rất nhiều. Thua rồi, đây đây nhá, mình sẽ sử dụng kỹ năng này, bay thẳng vào này, bay thẳng vào, giết được một người, đây chứ đâu, xong. Tí bạn thiếu Nacrod mà, Nacrod đi lẻ. Không sao, bắt nốt đi nào. Superman đằng sau. Superman, ok, mình sẽ lên luôn cùng đồng đội đây. Nacrod bắt luôn, à, chọn mình luôn, sợ thật. Nhìn thấy mình có cái gì đâu, khổ lắm cơ. Batman người rơi có cái gì trị giá đâu mà khổ quá, cướp mình làm cái gì. Mất 3 người rồi, bắt luôn Nacrod này. Này thì cần tin đi bạn ơi, xong, chết chưa. Ok, vì hiện tại thì 4 người tin bạn chết mất rồi. Đây là cái giá phải trả khi mà Nacrod tin bạn quá quay thường. Và cũng như là có những cái lời lẽ không tốt, thật ra thì mình cũng không để ý đâu. Nhưng mà dù sao thì mong bạn có thể hiểu được. Bao giờ phá hủy được nhà chính thì cái đấy mới là tự tin. Chứ còn chưa phá hủy được nhà chính thì đừng có... người ta gọi là đừng quá tự tin làm gì cả. Ok, kết thúc trận đấu rồi và hy vọng rằng anh em sẽ thích. Chúc anh em có một buổi tối thật là ngủ ngon. Ngủ thật là ngon chứ nhầm thì cảm ơn anh em rất nhiều. Bye bye, hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho anh em một ứng dụng rất đặc biệt có tên là Hubo. Ứng dụng giúp anh em tìm bạn bè huấn luyện viên trên Liên Cô Bài tốt hơn. Chi tiết ứng dụng này thì mình sẽ để lại sau clip nha.